đây bà con TF 160 nha. 160 là 16 ngựa đó bà con, 16 mã lực. 160 tốc độ tối đa là 16 ngựa, tốc độ của mình là 14 ngựa. Bản tin Indonesia sản xuất tại Ấn Độ, qua tiêu chuẩn quán sản xuất tại Indo nha. Tiêu chuẩn của Nhật nha. Theo bản quyền của Nhật á. Đây 160, 16 mã lực. Bất bự 160 phải buộc xài của bé này bà con. Hay đóng 160 luôn nè. Mẫu rất đẹp bà con ơi. Mẫu rất là ok luôn. Chấn đặt luôn nha, chạy rất lực thôi con. Nó chạy cũng tương đương GT 1255 luôn á. Mạnh hơn GT 155 đây. Trọng lượng nó là 140 kg. Nhiều nhất đầy đủ là 176 kg. Rất đẹp. Bảo hành 1 năm nha. Thẳng dây gió luôn ha, mỗi con đều thẳng dây gió hết nha. Chất đặc luôn á không? Chất đặc luôn mà con. Rất là ok. Đẹp.